Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Đà Nẵng liên tục bị ngập nặng những ngày qua? Những ngày qua, thành phố Đà Nẵng đã chịu hai cơn lũ gây ngập lụt nghiêm trọng, lần đầu vào ngày 13 tháng 10 và lần thứ hai vào ngày 17 tháng 10. Đà Nẵng đã phải sơ tán khoảng 7.600 người dân, ước tính 1.500 nhà dân bị ngập lụt và học sinh toàn thành phố phải nghỉ học. Báo Tuổi Trẻ đã có lọt bài về vấn đề này. Và đây là hình bài báo thứ nhất trên Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 10. Ngày 18 tháng 10, Báo Tuổi Trẻ đăng bài Người dân hoàn toàn chủ động chống ngập được. Tuy nhiên, bên trong bài viết thì lại dẫn ý kiến của lãnh đạo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai nói rằng Người dân không kê cao độ như cảnh báo bài báo ca ngợi đà nẵng đã thực hiện các chỉ đạo của trung ương rất nghiêm túc đồng bộ trong cả hệ thống chính trị bí thư đà nẵng trực tiếp ra chỉ đạo chống lục và chỉ đạo bơm nước để chống ngập cho dân tuy nhiên vẫn xảy ra ngập lụt và thiệt hại đáng tiếc có lẽ lãnh đạo đà nẵng và phóng viên tuổi trẻ không hiểu rằng nước lũ là một thứ ngang bướng không chịu vâng lời lãnh đạo vâng lời đảng hơn nữa ai chả biết Giới lãnh đạo toàn ứng xử kiểu mất bò mới lo làm chuồng, sự việc xảy ra rồi mới chạy tới chỉ tay năm ngón làm mạo. Đáng lẽ những việc cần có chuyên môn thì phải hỏi ý kiến của các chuyên gia chứ không cần mấy ông lãnh đạo ra chỉ đạo với những mệnh lệnh duy ý chí. Báo tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Tiến, phó chánh văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đợt ngập lụt vừa qua ở thành phố Đà Nẵng có hai nguyên nhân. Đó là nước ở khu công nghiệp tràn sang và nước ở sân bay tràn xuống đô thị, trong khi ở thượng nguồn của thành phố lại không có nước. Và đây là hình bài báo thứ hai trên báo tuổi trẻ ngày 18 tháng 10. Ông Tiến còn cho biết, chúng tôi đi kiểm tra thì thấy có những gia đình kinh doanh bị ngập nước, thiệt hại hoàn toàn. Nhưng 100% hộ dân không ai thực hiện cây đồ lên cao triển khai chống ngập cả. Phát biểu của ông Tiến cho người nghe thấy là lạ. Bởi lẽ tài sản của dân, thiệt hại dân chịu, chứ đâu có ai đền bù. Người dân tất nhiên ai cũng tự có ý thức bảo vệ tài sản của mình, chứ đâu cần ai phải chỉ đạo hay nâng cao nhận thức làm gì. Như vậy, việc 100% người dân để tài sản của mình bị thiệt hại chắc chắn phải có những nguyên nhân, nhưng chưa rõ đó là nguyên nhân gì. Cũng ngày 18 tháng 10, trong một bài báo khác, tuổi trẻ cho biết, hơn bao giờ hết, người vùng ngập trông chờ một giải pháp từ các cấp chính quyền. Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Năm, phường Hòa Khánh Nam, nói rằng, bằng mắt thường vẫn thấy nguyên nhân ngập là việc dựng các cầu ngang với khẩu độ quá nhỏ, nước lũ tràn về, bị thành cầu chắn lại, khiến phía trên ngập nặng. Và đây là hình bài trên tuổi trẻ ngày 15 tháng 10. Trước đó, ngày 15 tháng 10, tuổi trẻ dẫn lời một chuyên gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu nói rằng lượng mưa tại Đà Nẵng những ngày qua dù lớn nhưng không bất thường. Khi đường ống thoát yếu, công trình mọc lên, lấn không gian thoát lũ, nhà cửa chằng chịch, quy hoạch phân lô không khớp với quy hoạch thoát lũ, thì nước dồn ứ và ngập úng càng tồi tệ thêm mỗi năm là điều tất yếu, vị chuyên gia về khí tượng nói. Tuổi trẻ dẫn ý kiến của tiến sĩ Lê Hùng, trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho rằng, có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lũ ở Đà Nẵng. Thứ nhất là cửa xả thoát nước các trục chính bị thắt cổ chai. Thứ hai và là cơ bản nhất đó là trục tiêu thoát nước ở Đà Nẵng dẫn đi quá xa và nhiều nơi chưa hợp lý. Bình thường thì không sao, nhưng lúc mưa, lượng nước về cục bộ bị ứ động, tắc nghẽn dòng chảy và thoát chậm là chuyện đương nhiên, và chắc chắn ngập càng nặng hơn nếu không có giải pháp đúng, tiến sĩ Lê Hùng nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Đà Nẵng liên tục bị ngập nặng những ngày qua? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nguyên nhân khiến Triều Cường thường xuyên lập đỉnh mới gây ngập lục. Ngày 17 tháng 10, Báo Thanh niên cảnh báo, người dân thành phố Hồ Chí Minh chú ý phòng ngập nước vì triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Theo đó, trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ngày 16 tháng 10, một số khu vực trũng thấp ở thành phố Hồ Chí Minh như Trận Xuân Soạn, quận 7, khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh tiếp tục bị ngập nước, người dân chậm vật di chuyển ngay trong giờ tan tầm. Và đây là hình bản tin trên báo Thanh Niên. Thanh niên dẫn số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ ngày 17 tháng 10, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và duy trì ở mức cao. Những năm gần đây, triều cường cùng với mưa lớn là hai nguyên nhân chính gây ra ngập tắc nghẽn ở Sài Gòn. Trang VTC News vào năm 2019 đã có bài phân tích về nguyên nhân khiến triều cường phá vỡ kỷ lục lập đỉnh liên tục. VTC dẫn ý kiến của chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng này là tình trạng nền đất Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang bị sụp lúng do hệ quả của việc bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là lý do khiến mực nước biển dâng lên đáng kể. Song đây là kết quả của thời gian dài chứ không ảnh hưởng trong một sớm một chiều. Và đây là hình đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ngập sâu vì triều cường. Đồng quan điểm, VTC dẫn lời giáo sư Nguyễn Ân Niên, Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề triều cường ở Sài Gòn nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung có nguyên nhân sâu xa từ biến đổi khí hậu. Hiện trái đất bị co lại ở phần rắn dẫn tới nước biển dâng lên cao. Nhìn chung, khu vực Nam Bộ với đặc thù là vùng đất bằng thấp có hệ thống cửa sông lớn nên mỗi khi có triều cường dễ bị nước biển lấn sâu vào. Tương tự như triều cường lập kỷ lục, hiện tượng ngập lục, sạt lở, hạn hán cũng là những hiện tượng ở đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề trị thủy thì mới chống chọi được các hiện tượng này. Ông Niên nói, VTC cũng dẫn quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Trơn, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Lực hút của mặt trăng, mặt trời lên trái đất thay đổi cũng ảnh hưởng đến đỉnh triều cường. Và đây là hình VTC phân tích nguyên nhân triều cường thường xuyên lập đỉnh mới trong những năm gần đây. Ở góc nhìn khác, VTC dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng biến đổi khí hậu dù có tác động nhưng không thể gây ảnh hưởng nhanh như vậy. Theo ông Phúc, các vùng sinh lầy ở quận 7, nhà bè, vốn là những lá phổi, nơi thoát nước cho toàn thành phố, nhưng đã bị sang lấp hết để xây dựng công trình nhà cửa ngập nặng là do chúng ta đã làm chết những lá phổi này thành phố đã sai lầm khi cho đô thị hóa xuống vùng trũng thấp đã lắp sạch cả vùng trữ nước nên thành phố ngày càng ngập bây giờ cứ đi chống ngập theo kiểu giật gấu vá vai thì có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể nào hiệu quả được ông phúc nói không chỉ riêng sài gòn hầu hết các thành phố lớn nhỏ ở việt nam hiện nay dù ở đồng bằng miền biển hay núi cao đều rơi vào tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn hay triều cường. Điều khó tin nhưng đã xảy ra, thành phố ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển như Đà Lạt, nhưng vẫn bị ngập sâu chỉ sau một trận mưa trong ngày 12 tháng 7 vừa qua. Hay là Sapa cũng ngập nặng vào tối ngày 4 tháng 8 năm nay. Nguyên nhân chính của tình trạng này là việc đô thị hóa quá nhanh việc xây dựng bừa bãi, không có nghiên cứu, đánh giá tác động trước khi lập các dự án bất động sản. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyên nhân khiến triều cường thường xuyên lập đỉnh gây ngập lục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới